Đời vậy ơi, đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thương ngã. Làm đời ơi, đừng quá run run, lời thề nắng hồng tàn mờ. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dần thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh, từ đây đôi bó em sẽ trông. Để qua em bố cái này. Xin chào các bạn. Trên tay mình đây là cái microphone AKG có model là D5. Cái AKG này được rất là nhiều bạn biểu diễn âm nhạc trên thế giới sử dụng, đặc biệt là cho vocal các bạn. Cái dòng này được phân khúc cùng với cái Sennheiser 835, cũng như cùng phân khúc với là Shure Beta 58. Vì vậy các bạn nào muốn tham khảo về cái AKG D5 này, mình có thể xem những cái thông số kỹ thuật của nó. Cái việc lựa chọn cái cây micro có dây nó cũng giống như là các bạn lựa chọn một cây guitar của mình vậy đó. Ví dụ như là guitar thì mình có nhiều thương hiệu ha, ví dụ như Yamaha, Takami, rồi Taylor đó, rồi Suzuki ví dụ vậy. Thì cái sao tiếng của nó hợp với cái gu giọng của mình, hợp với cái gu sử dụng âm nhạc của mình. Ở cái phân khúc, ví dụ như là phân khúc mà không phải là condenser, chỉ là những cái phân khúc về dynamic hoặc là super cardio, thì những cái dòng micro này á, thì để phù hợp với cái giọng âm nhạc của mình có thể lựa chọn đó. AKG là một hàng chính hãng của thương hiệu của Mỹ. Cái này thì thuộc tập đoàn Harman Kardon. Sao tiếng của AKG, hôm á thì mình đã có demo cái AKG rồi, thì mình cũng là người bán của AKG. Nhưng dầu gì thì mình cũng đưa ra cái recommend của mình, giống như là một cái tính nhận định chủ quan đó các bạn. Tính nhận định chủ quan của mình ở đây để cho các bạn tham khảo, thì cái về cái phần micro AKG nó có một cái được gọi là cái tần số khào tiếng hộp của mình, cái này nó rất là mạnh nha. Vì vậy khi mà các bạn sử dụng lên một số cái dòng loa acoustic hoặc là một số cái dòng loa mà ở cái chức middle chung đó, thì các bạn sẽ thấy cái này, cái độ nét của cái chép, của cái khào giọng đó, là nó rất là nhiều đó. Nó là một thương hiệu chính hãng, vì vậy về cái chất lượng micro, về chất lượng yên tâm, về chất lượng mà để truyền tải cái tính chất âm thanh của giọng hát của mình là điều để cho tín hiệu nó tối ưu là điều chắc chắn rồi các bạn. Đây cho các bạn coi cái đầu bên phía trong ha, phía trong của AKG đây. Cái model thông thường nó để ở dưới rồi. Thông thường thì để mà so sánh giữa hàng hãng như là những clip trước hoặc là hàng China hay tất cả mọi thứ, thì điều đầu tiên và điều cuối cùng vẫn là giấy tờ của nó các bạn. Giấy tờ ở đây là nhà chứng nhận cung cấp tại Việt Nam, đại lý nào ủy quyền tại Việt Nam phân phối. Thì các bạn nếu mà cần mua hàng hãng thì mình nên lựa chọn căn cứ vào các yếu tố đó để mua cái sự yên tâm cho mình. Rồi, đó là sơ lược về giới thiệu về AKG D5. Ok.
Sing along.